Dạ con xin mến chào tất cả cô chú anh chị ạ. À, hôm nay con đến vườn con quay ba cây nhãn lồng nha cô chú. Đây xin mời cô chú xem ha. Ba cây. Cây đầu tiên đi, nè cây này đi ha. Cây này một cốt mà nó hai thân nha cô chú ơi. Bộ đế thì cây này đẹp ha, bộ đế nó chảy xỏm ha. Chảy đều. Cây này cỡ thước hoành không đây? À cỡ thước ha. Cây đang ra hoa nha cô chú nè, đang hoa đang trái ha, đầu đọt nào cũng hoa trái hết nha cô chú. Cây này nó một cốt hai thân ha, đế đẹp nè, cốt hai thân này như nó song thân luôn, nó đều hai thân đều nhau. Còn thước quạnh ha, hoa nó đang ra nha cô chú nè ha. Cái loại này không cần xử lý thuốc ha, tự nó ra hoa kết trái nha cô chú, hoa dữ lắm luôn, tự ra trái bông ra trái ha. Hai thân rất là đẹp. Cây này là cây số 1 nha. Vừa bóng mát vừa ăn trái ha. Rồi cây này cây thứ hai. Cây này cũng ở dưới nó một gốc mà nó lên hai thân nữa nha. Cây này chắc được cỡ cũng cỡ ăn thước rồi ha. Nó cũng đang có bông cho ha. Này giờ cao, tâm cao. Hai thân cũng đều nhau. Rồi cây bên đây cũng vậy luôn. Cây bên đây thì tầm khoảng 90 chín tấc. Cũng hai thân đồng nhau luôn ha, dáng cao ha. Cây này thì vướng dây điện. Rồi, hai cây nghe cô chú. Cô chú nào ưng ý thì liên hệ với con ha. Rồi con xin mến chào.